Thi thể nam mặc quần áo màu đen, trôi giặt vào bờ kè thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Người nhà xác nhận là nam sinh mất tích nhiều ngày qua. Đến 9 giờ ngày 15 tháng 2, công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa khu vực chân cầu Bình Lợi, phía phường 13 để điều tra hiện trường. Phát hiện một thi thể nam giới có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh năm nhất vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, mất tích mấy ngày qua. Theo đó, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13 quận Bình Thạnh, nên báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an phường 13 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân, điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định, mất tích mấy ngày qua, nên báo cho người thân của nam sinh này. Tại đây, người thân của em Nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là Nghĩa. Gia đình chúng tôi đang làm việc với công an. Thi thể vừa được phát hiện trên sông chính là em tôi, một người anh họ của Nghĩa xác nhận. Cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Như PLO đã đưa tin, ngày 11 tháng 2, em Nguyễn Văn Nghĩa vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học trực tiếp bằng xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu BKS77B024-57. Xe đến dãy số 8 bến xe miền Đông khoảng 5 giờ sáng 12 tháng 2. Tuy nhiên, người thân của Nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh sau đó không liên lạc được với em nên đã trình báo công an.